Chị ơi, hai gấc để đồ xôi à? Không, để làm bún. Bún ạ? Em ơi, em lấy ngô về cho gà hả? Không, để làm bún ạ. Chị ơi, chị hái lá cầm về đây. Để làm bún, hỏi em gì hỏi mãi thế. Nhắc đến bún, người ta thường nghĩ ngay đến màu trắng tinh khôi của gạo. Thế nhưng, đến Cao Bằng, người ta lại không ăn bún màu trắng, mà ăn những loại bún có màu sắc sặc sỡ, thậm chí là có tới 5 màu sắc. Cô ơi, từ đâu mà người dân ở đây lại làm ra loại bún với nhiều màu sắc như thế ạ? Ngày xưa là những cái cẩm này là làm xôi trước, sau thấy đẹp quá, xong là khách nghĩ ra bảo là thôi lấy về làm bún thử, giờ thì là cứ như thế làm suốt đấy. Vậy khi mà làm những cái loại bún màu sắc như thế này thì có khó là làm bún bình thường không ạ? Làm bún màu sắc này là nó khó hơn, bởi vì là nghiền nhiều khâu hơn bún trắng. Nguyên liệu mình còn phải mua về, rửa cho sạch sẽ xong mới đun lên. Như cái gấc thì là để cho nó chín xong là bổ lấy hạt bên trong về để đảo với bột. Những nguyên liệu mang màu sắc tự nhiên sẽ được trộn với bột gạo, cho vào máy ép để tạo nên sợi bún. Bún ngũ sắc được phơi khô, nhưng đặc biệt phải tránh nắng gắt, tránh nhiều gió, vì nếu không, bún sẽ giòn, dễ vụn. Cái bún khô của em nó rất là nhiều màu sắc, tạo cái cảm giác là ngon miệng cho người ăn. Bún ngũ sắc thì bây giờ cũng rất là phổ biến và được sử dụng hàng ngày và trong các dịp lễ quan trọng giống như là đám cỗ, đám hỏi ạ. Rất là tốt cho sức khỏe. Vậy thì ngày hôm nay thì với bún ngũ sắc này thì Thảo sẽ chiêu đãi mình món gì đấy ạ? Hôm nay em sẽ mời anh thưởng thức với món ngũ sắc với lại canh chân giò ấy nhé. Nghe thì đã thấy hấp dẫn quá rồi. Bún được luộc kỹ, canh măng hầm nhừ, rau sống nhặt sạch là đã có được một bữa ăn đầy đủ dưỡng chất. Wow, bát bún thật rực rỡ và nhiều sắc màu. Mới nhìn bằng mắt thôi thì đã thấy rất là hấp dẫn rồi. Nhưng mà bây giờ thì sẽ xem là món bún này thì sẽ mang lại hương vị như thế nào. Sợi bún mềm, dai, ngấm gia vị và không bị bở một chút nào. Một bát bún không chỉ là ngũ sắc đâu mà còn ngũ vị nữa. Cùng water mới với công thức mát mượt đột phá, cùng hương thơm sảng khoái từ đại dương. Cho bạn cảm giác sảng khoái phấn khích. Cuộn trào chất riêng với Xtend Cool Water. Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin tối nay thứ tư ngày 22 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.